Kendo Fukamiya, anh ta cũng là một kiếm sĩ của Sword of Logos, là người sở hữu thanh gươm sấm sét, cũng giống như Rintaro, người sở hữu thanh gươm của nước. Sau khi nghe tin ngọa kiếm đã chọn được chủ nhân mới của mình, anh đã đến hiệu sách của Toma để gặp lại người bạn cũ. Kendo có vẻ bề ngoài trầm tính và một sự nhân hậu với tất cả mọi người. Anh luôn lo lắng và giúp đỡ những người vô tội bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đám Magic. Vẻ bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong của anh là một nội tâm vô cùng xung đột. Bản thân là một kiếm sĩ nhưng cha của anh, ám kiếm sĩ, đã phản bội lại Sword of Logos, chống lại tất cả mọi người, mang trong mình tội lỗi của người cha. Anh luôn tìm kiếm sự thật nhằm giải quan trong ấy và tìm kiếm ông ấy bằng tất cả những trận chiến của mình. Lần đầu gặp gỡ Toma bằng sức mạnh từ thần đen, anh từ tốn ngồi trên tấm thảm và đến gặp Toma với sự bình tĩnh vốn có của mình. Cuộc gặp gỡ với Toma đã dẫn dắt anh gặp được ám kiếm sĩ, kẻ đang muốn đoạt lại Grey Dragon cũng như ngọa kiếm từ Toma. Trận chiến này đã là lần đầu tiên cho chúng ta thấy sự bất bình tĩnh của Kento khi phải đối mặt với quá khứ của bản thân. Anh lao vào tấn công ám kiếm sĩ mặc dù cả hai bên có chênh lệch về thực lực. Lần đầu tiên chuyển hóa, anh đã henshin thành Kamen Rider Espada với sức mạnh từ quyển Wonderbook thần đen. Anh có tạo hình bất đối xứng giống với ngọa kiếm sĩ. Cơ thể của anh được điểm tô bằng hai tông màu chính cùng với tông màu quyển Wonderbook: trắng ở phần thân phải, màu xám ở phần giữa và phần vàng kim là tượng trưng cho quyển sách thần đen. Những vệt sáng nhìn giống như những tia sét được anh chém ra từ thanh lôi kiếm. Gương mặt của Espada là gương mặt hình vòng cung, giống với hình ảnh một mặt trăng tròn. Và phần thanh gươm từ đầu tới thân, thần đen chỉ có bên phần vai trái, biểu tượng chiếc bình được mở ra với đôi mắt của một vị thần bên trong, với một cọng dây xích nối với thân và phần áo tròn ở tay trái. Giống với Rintaro, anh là người thiên về kỹ thuật do đã tham gia Sword of Logos từ nhỏ. Khả năng kiếm thuật của anh vô cùng điêu luyện và thành thục, không thiên về sự uyển chuyển như thủy kiếm. Anh sẽ có những cú né đòn và ra đòn cực kỳ dứt khoát, thể hiện rõ nguyên tố của anh là lôi. Quyển sách thần đèn sẽ giúp anh triệu hồi nên một tấm thảm thần kỳ. Anh có thể cưỡi nó để ra những đòn tấn công trên không. Ngoài ra, khi kích hoạt cùng với Wonderbook, nó sẽ triệu hồi nên một thần đèn thật sự tấn công và thường sẽ ôm chặt vào vô hiệu hóa kẻ thù là chính. Giống như bao rider khác, trong Saber, đòn kết thúc của anh Azadin Diaburo, anh sẽ lao lên không trung, tăng cường sức mạnh của mình bằng sấm sét và lao nhanh về hướng kẻ thù với tốc độ kinh người mà nó mang lại. Đòn tấn công thứ hai là một nhát chém được thực hiện bởi thanh lôi kiếm. Anh chém với tốc độ cực nhanh để xuyên phá kẻ thù và để lại những vệt sét phía sau.